Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trận chiến vô cùng căng thẳng, chị em tương tàn giữa Sammy và Mèo Simmy. Coi bộ hơi bị căng đó nha. Thì nói chung là ngày hôm nay thì như bạn đang thấy thì video của mình hôm nay rất là vui khi mà có hai vị khách mời, đó chính là Simmy và Sammy các bạn ạ. Đó, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại tiếp tục với cuộc chiến đại chiến người đất sét nha các bạn nha. Các bạn vẫn còn nhớ cái game đó đúng không? Thì ngày hôm nay tôi sẽ cho Simmy và Sammy đấu với nhau. Đó, bình thường là tôi với Sam đấu với nhau nhiều rồi, nhưng mà lần này sẽ là tới lượt Sim với lại Sam nha các bạn nha. Đó, và nếu như người nào giành chiến thắng trong trò chơi này, người đó sẽ được một phần thưởng rất là đặc biệt. Đó. Hai chị em có ai muốn nhận quà không? Trời ơi, ai chẳng muốn nhận quà. Trời ơi, tất nhiên rồi. Mà quà gì, con nhau là cái quà gì đã. Quà gì hả? Quà gì thì để chiến thắng đi rồi sẽ biết. Còn bây giờ thì bắt đầu thế nào? Let's go. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trận chiến thôi nào. Thì Sim với Sam chọn đội đi, có đội màu đỏ và đội màu xanh nè. Thì chắc là Sim màu xanh nha, còn Sam màu đỏ nha. Rồi, ok, bây giờ trận chiến đầu tiên tôi nghĩ là sẽ có giá là 1.000 tiền. Ok, rồi để coi coi với 1.000 tiền thì Sammy đã đặt ra rất là nhiều đối thủ ở đây đó. Thì còn bên Simmy thì cũng rất nhiều luôn. Ok, bây giờ là tôi không có đếm được bao nhiêu con, nên là cứ cho chiến đấu trước luôn thì biết nha. Ok, rồi bắt đầu nè. Liệu rằng là Simmy và Sammy ai thắng đây? Ôi, ném, trời ơi, nè. Trời ơi, Phong kìa. Phong là Phong thấy mấy con màu đỏ có vẻ mạnh hơn rồi nha, Simmy. Wow. Chết rồi. Mấy con màu xanh này là nó có áo giáp nè. Ôi, ném rồi, ném đá vô tay dữ quá, ném mà. Một bên thì ném đá, một bên thì cầm gậy đánh rồi, xong. Ê, màu xanh sao mạnh vậy? Bây giờ chỉ còn có mấy con cầm đá thôi. Toan rồi. Rồi xong, rồi Sam còn đúng một con duy nhất. Rồi xong. Trời ơi. Đập vô cái đầu. Trời ơi, ba tát vô cái gai. Ủa sao mình đang vậy? Trời ơi, hay quá vậy. 1-0 dành cho Simmy. Xuất sắc. Mình không biết tại sao mình thắng nữa, nhưng mà yeah. Rồi ok, đến với trận thứ hai thì tôi nghĩ trận này sẽ lên 2.000 tiền nha các bạn. Rồi ok, Sammy chọn trước. Cho người thắng trước đi. Rồi Sim chọn trước đi. Ủa, cái này là trò là mình cứ kiếm người xong mình bánh vậy hả? Đúng rồi, Sammy cứ đặt sao cho đủ số tiền là được. Sim chọn con nào cũng được hết. Ok, mình muốn đặt mấy thanh niên hình trái tim các bạn ơi, đó là hình trái tim. Nhưng mà chỉ có 2.000 tiền sao hình trái tim được? Ủa, 2.000 tiền hả? Đúng rồi. Xóa một người đúng không? Đúng rồi, xóa bớt một người đi. Xóa đi. Ok. Rồi, ok. Rồi tới lượt tướng bên Sam nè. Rồi bên tôi là bây giờ chơi cung thủ. Cung thủ đúng không? Ừ, cung thủ. 1, 2, 3. Ba cung thủ. Khiên thủ nè. Khiên thủ à? Đó. Cái này là gì? Không biết thủ, không biết cái gì. Này hình như là nhà phép thuật hay sao á? Ồ, phép thuật nè, đây. Rồi, chơi nhà phép thuật luôn. Chơi con 900 là chỗ đã nha. Trời ơi, nguyên cái mũi tên to đùng luôn. Không biết là con gì nhưng mà thôi kệ đi. Rồi, ui 2.000 đủ. Rồi, đẹp. Sammy là tôi thấy là hiện tại là bên Sam là có nguyên cái xe, có nguyên cái mũi tên to đùng nữa các bạn. Không. Còn biết. Bên Sim là cái xe gì mà chở người vậy? Xe nhà trẻ hả? Xe nhà trẻ hả? Rồi ok, rồi chúng ta cùng nhau. Lạ đúng không? Lạ đúng rồi. Lạ hả? Rồi ok. Vô nha các bạn. Rồi bắt đầu ơi. Let's go. Ok. Rồi cái xe, Trời ơi, cái ông này. Trời ơi, nó đi đâu vậy? Cái xe này nó hút rồi. Còn cái xe tôi đâu rồi? Sao? Ủa nó nằm rồi. Sao cái xe của bà rồi xong cái con. Ủa? Cái con này chết rồi. Trời ơi, má ơi, xe cái đuổi nó đi luôn à. Con cái xe này không đuổi cái xe. Nó lưỡi. Ủa, xe này hay á. Trận này Simmy lại thắng. Ê, ok. Cái này thắng bất ngờ luôn á. Đúng rồi, quá bất ngờ luôn. Simmy lại thắng. Điên quá, lùi cái chết hết vậy đó. Mấy thanh niên còn chưa kịp đạt đạn nữa. Rồi, bây giờ sẽ đến trận chiến 3.000 tiền nha mấy đi. Rồi, bây giờ tới lượt Sim đặt trước nữa. Tôi nghĩ là chỉ cần 2 cái xe thôi là đủ. Ok, 3.000 tiền là Simmy được đặt thêm 3 chiếc xe cũng được. Đấy, mình phải có gọi là những gọi là anh sơ chà, cua. Sơ cua. Rồi, chắc. Giờ là còn dư quá nè, giờ còn cái gì 500 không? Anh thần chết. Rồi, ok. Rồi, bây giờ tới lượt Sammy nè. Rồi, với 3.000 tiền thì tôi sẽ chơi một con voi thôi. Okay. 3.000 tiền chơi nguyên một con voi luôn. Tôi chơi gì à? Tôi thấy là Sim chắc thua rồi các bạn. Okay. Tại thấy con voi nó lực quá. Cho con ngựa ban đầu. Ok. Rồi. Lắm em. Vô nè. Ui. Okay. Đó. Ui ôi, con voi nó hút. Trời ơi, con kia cũng điên
kìa, trời ơi, con xe cũng điên quá trời vậy kìa. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cái con xe này nó chạy vòng vòng racing ball như vậy. Trời ơi, racing, trời con tôi nó không đi vậy con ơi. Ôi, hình như nó đang đâm con voi sắp chết rồi nè. Ôi, con voi. Trời ơi. Chịu nổi, ê, được, được. Ê, được, được, xe, được, được, xe, được, rồi, xe rồi. Cái xe hư rồi, cái xe hư rồi. Ủa? Ủa? Blue. Xin thắng. Con voi chết mèo rồi. Không tin được luôn các bạn, không tin được. Tại sao sao thắng, sao lộn, Sim thắng liên tục luôn các bạn. Trời ơi nè, Sim vẫn còn thắng, Sim vẫn còn biết bao nhiêu người còn sống luôn nè. Trời ơi, tôi chơi Phong cần là tôi thắng hoài, mà tôi chơi Sim tôi thua hoài luôn. Trời ơi, ủa gì, Sam chơi Phong mà Sam thắng Phong nữa. Làm gì có, làm gì có. Rồi, 3-0 cho Simmy. Rồi, tiếp nào, lần này tôi cho lớn luôn, 5.000 tiền. Rồi, vô đi. Không thắng nổi 5.000 tiền đó Sim. Thôi bây giờ là mình sẽ xin lỗi bạn đi. Sam chắc là đang không, cái này là hai người trời chiến đấu với nhau thì nhận quà mà. Đi ông thử một ván thôi, thử đi, ván thôi để coi ông. Rồi ok, vậy không? Thì Phong sẽ đấu giùm cho Sam một ván nha. Trời rồi, Sim đặt trước đi. Tôn Ngộ Không trời nè. Ơi, Tôn Ngộ Không nữa, đúng không? Ở hình như nè, Tôn Ngộ Không phiên bản pha kè rồi. À đây, Tôn Ngộ Không rồi con này nè. Nhưng mà Tôn Ngộ Không này đặt ra là đến tận 6.000 tiền bị dư mất rồi. Mình sẽ xóa cái xe luôn, mình sẽ sử dụng bằng Tôn Ngộ Không. Thêm ngàn đi có được ngàn á. Tiền chứ không lấy cái xe hút này của Sim luôn đi. Không vui á. Ok, rồi đến lượt Sim nè. Dạ, tôi là có 5.000 đúng không? Đúng rồi. 5 con sốc là ê, 5 con sốc là thắng á, tôi nghĩ thắng á. Ok. Ê, thắng nổi ông nội. Ủa, chơi 5 con xe luôn hả? Rồi, quá nè. Chơi phép thuật đi. Rồi. Thần sấm và thần mặt trời hả? Đó, rồi ok, đội của Sim là có 5 người, đội tôi có 3 người. Rồi, nhưng mà là... số lượng chưa chắc bằng chất lượng này, hiểu không? Rồi, bắt đầu ra. Rồi, Tôn Ngộ Không lao vô. Ôi. Ủa, phân thân, nó phân thân. Tôn Ngộ Không đã phân thân thành nhiều người. Ôi, vẫn còn một Tôn Ngộ Không, vẫn còn một Tôn Ngộ Không phân thân thành hai người rồi. Ôi, phân thân thành ba người rồi. Ui. Cái gì vậy? Đó, Tôn Ngộ Không mạnh mà. Quýnh đi, đúng rồi, Tôn Ngộ Không ơi. Đúng rồi, trời ơi. Yeah. Mấy bạn thấy chưa? Đâu phải tự nhiên không được gọi là Tời Thiên Đại Thánh đâu các bạn. Trời ơi. Cái này người ta gọi là Red Mid Wu Công. Người người ta là Black Mid Wu Công, còn mình là Red Mid Wu Công nha các bạn. Ê hay quá vậy. Không là nó khác gì. Rồi. Vậy coi như là 1-3 dành cho Sammy. Ok, rồi. Bây giờ Sam với Sim đấu tiếp đi. Rồi ván sau tôi thua tiếp nè. Rồi ván này là 10.000 tiền. Trời ơi, làm sao đây? Đây. Con này cũng mạnh á. 10.000 tiền thì Sammy quyết định là chọn một con thần chết. Đúng rồi, thần chết. Giờ chưa mỗi màn mình qua một cái gì thần súng đây nè. Thần súng hả? Đây nè, thần súng. Cao bồi, cái này là cao bồi bà nội. Cao bồi. Đây giờ mình qua mình lấy mỗi con VIP nhất hiểu không? Đây, con gì 3.000 tiền rồi đó. Cái gì đây? Thần gì đây không biết. Thần mặt trời hay sao á? Đó, mỗi người mình qua mình lấy miếng gì đó. Đó. Rồi 9.700 rồi. Rồi. Đội của Sam, thần chết, cao bồi. Cái gì đây, cái này là gì đây, cướp biển hả? Cướp biển, cướp biển. Thợ săn, thần mặt trời, ôi căng nha. Rồi xem nè. Thì lần này tôi muốn chơi phòng thủ xíu. À phòng thủ xíu hả? Sẽ có gọi là bên phòng thủ trước. Trời ơi, 10.000 tiền là Sim đặt, mấy con này là Sim đặt full luôn cái bản đồ luôn á. Chưa, tôi ý là 1.000 tiền của tôi đầu tiên là tôi sẽ chơi phòng thủ rồi không? Rồi phòng thủ, rồi ok. Rồi và tiếp theo chơi chơi vị thần. Đó, đầu tiên là hai vị thần Racing. Thần Racing Boy hả? Đúng rồi, và tiếp theo. Coi bộ tôi thấy là chắc Sam thả Sim thắng nữa mấy bạn. Nhiều quá nè. Rồi vô nè, ok. Vô. Trời ơi. Ôi. Cuộc con chiến của các vị thần. Thần chết kìa. Trời ơi, thần chết. Thần chết và ác quỷ đang đấu với nhau. Ôi ôi. Wow. Trời ơi, còn cái xe này thì đang xoay vòng tròn bên trong. Ui thần chết chui vô cái xe, đập bể cái xe luôn. Ê, thần chết mạnh nha, hai con này mạnh nha, con này mạnh nha, con này biến thành quỷ nè. Trời ơi, bạn coi cái xe hình tròn, ông thần chết ông vô ông chém đứt đôi luôn các bạn. Trời ơi. Lao vô chém cái ác thiệt sự. Rồi, vậy là đội này lần này thì Sammy vẫn thắng các bạn ạ. Và 2-3 dành cho Sam. Lần này sẽ là trận chiến các bạn chỉ được chọn một con tướng duy nhất. Rồi, Sammy quyết định chọn con hiệp sĩ. Này các bạn, con này hình như là nó biến thành thần chết. Đúng rồi, mình cũng vậy. Nó biến thành ác quỷ địa ngục á. Tôi vậy. Cũng vậy luôn. Y vậy luôn hả? Xem coi. Ờ, y chang nhau luôn. Cái này là do may mắn thôi nha. Cái này là chứ cái này là không có phân thắng. Ok, rồi may mắn nha. 3 2 1 vô. Rồi, hai con tiến lại gần nhau. Chém nè. Ủa chém. Ủa nổ. Bùm bùm. Biến thành thần chết chưa? Bùm bùm. Ủa, hình như con này không phải là con biến thành thần chết. Ủa. Sao vẫn là tôi thua vậy? Trời ơi, vẫn là
Vẫn là Sim thắng, yeah, trời ơi. I'm winner. Rồi 2-4 dành cho Simmy. Trời ơi, luôn y chang nhau, tôi vẫn thua. Rồi bây giờ đến trận tiếp theo thì Sim với Sam sẽ được chọn một con tướng bằng tiền với nhau và được đặt ra 100 con. Bây giờ hai bạn phải chọn một con để hai người đặt chung nè. Con nào muốn đấu bằng con nào? Phong nghĩ là cho dễ nhất thì cho mấy con lính nhỏ nhỏ này nè. Cho mấy con lính nhỏ nhỏ này nè, được không? Được, đúng được. Rồi, mỗi bên 100 con để Phong đặt cho giùm luôn nha. Được, hay là okay. Hay là Sam tự đặt. Đây đây, mọi người đặt đây 100 con đúng không? Đúng rồi. Đó. Rồi Sam xếp lên trái tim hả? Đó, trái tim. Rồi. 72 con rồi nè. Đó. Cười. Mặt cười nữa. Chín rồi. 100 rồi, tới lượt Sim. Mầm cây của mình. À, Sim vẽ hình mầm cây, ok. Đó, okay. Không đủ rồi. S thôi được rồi. À, ok, mất một người. Rồi. Si hả? Si hả? Ok. Rồi, bây giờ để coi trái tim hay là mầm cây của Simmy và Sammy ai sẽ thắng đây. Rồi 3 2 1. Vô. Ôi, lắc máy luôn rồi nè, lắc máy luôn rồi nè. Trời ơi. Ôi, trời lao vô, lao vô. Trời ơi. Ôi trời ơi, giật. Căng thẳng quá, căng thẳng quá. Trời ơi, giật giật kìa, coi kìa. Này thấy con giật bung lên kìa. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, fan Simmy và fan Sammy đang đánh nhau. Trời ơi. Trời ơi, lắc máy tôi luôn rồi các bạn ơi. Là nhảy chứ đánh gì chứ. Tôi giống nhảy rồi á. Ồ, đó là hợp đó. Yeah. Yeah, nè nè, có hai bạn này đang ôm nhau múa ba lê nè. Đó. Sao thấy con tôi nằm nhiều quá vậy? Sao quẩy. Rồi bây giờ mình bay lên cao để mình coi bên nào còn đông hơn, bên nào còn ít hơn nè. Tôi thấy là bên màu đỏ cũng nhiều mà bên màu xanh cũng nhiều mà hình như màu đỏ nhiều hơn. Khó hả? Nhiều không ra. Tôi thấy team màu đỏ nhiều hơn các bạn ơi. Ờ, em cũng thấy vậy nha. Sao tôi thấy màu xanh nhiều hơn ta? Xanh hay đỏ nhiều hơn đây? Ui bây giờ thì lại thấy màu xanh nhiều hơn rồi nè. Xanh nhiều hơn rồi. Ờ bây giờ lại thấy màu xanh bên nhiều hơn kia, nè. Quay đánh hồ đồng kìa. Bên này. Trời. Bên này treo lên người nhau luôn á. Trời ơi, đánh hồ đồng kìa trời ơi. Trời quýnh mà nắm giò, cái chân nắm cái giò lo lên trời luôn trời. Sẽ là người chiến thắng kiểu như vậy. Ôi xanh nhiều quá rồi. Trời ơi căng thẳng nha. Ôi trời mát kìa. Dính vô cái tay kìa đó. Ai sẽ người chiến thắng đây? Và kết quả sẽ là nắm đầu kìa, nắm đầu kìa, chơi nắm đầu kìa, nắm đầu. Chơi nắm đầu người ta, trời ơi giật đầu người ta kìa. Trời ơi giật đầu người ta kìa. Trời ơi. Nắm đầu người ta kìa. Trời ơi. Cầm giò kìa. Con này đi lôi cái chân á. Cầm giò kìa. Ê sao màu đỏ nhiều hơn rồi? Màu đỏ nhiều hơn nè. Ôi ơi, bây giờ màu đỏ nhiều hơn rồi. Oh my god. Chưa chưa bị chiến thắng sao? Trời ơi, con giật giò, giật trời ơi, con nắm lại cho cái đánh nữa. Con đánh nữa. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi rồi, bên màu đỏ còn 4 người, 5 người. Trời ơi. Trời ơi, đấm cái kiểu gì mà 3-4 người đấm ông này văng lên trời luôn. Rồi tôi thấy là team chỉ hơn Sam có 1 điểm thôi, ok. Với trận đấu tiếp theo thì trận đấu này tôi nghĩ rằng là tôi sẽ cho chị em chọn con voi làm vật chiến đấu và mỗi bên sẽ được 10 con voi đấu với nhau. Trời ơi, 10 con voi hết luôn á. Đúng rồi. Rồi. Thôi 5 con tôi bên 10 con tôi, 5 năm thôi. Mỗi bên 10 con voi. 5 con thôi. Nghe Phong đi, là Phong chưa nói 100 con là may gì đó. 3 4 5 6 7 rồi. 8 9 10. Rồi 10 con rồi Sim. 10. Rồi. Ok. 10 con voi của em Sim. Là như xe đua vậy đó. Và 10 con voi của Sam. Con này sao sẵn sàng vậy? Nó chân kìa, nó dậm kìa trời ơi. Rồi con này nó dậm chân sẵn rồi nè, sẵn sàng rồi nè. Nó đang hóng đánh nhau lắm rồi các bạn. Đánh nhau rồi các bạn. Rồi ok, trời con này cũng vậy nè. Con này cũng vậy đó, bên kia chiến bên này chiến. Con này sao nhìn giống đang giặt đồ quá vậy? Nó đạp chân trước rồi, nó không đạp chân vô sau. Vô, ok. Ui, trời ơi. Hút nè. Trời ơi, hút kìa. Các bạn đang thấy, đây chính là cảnh tượng 10 con voi đang hút nhau ở ngoài thiên nhiên đó, bạn thấy không? Không biết. Cái này là chiến tranh của những loài voi đó. Mammoth. Voi mammoth đó. Và hiện tại tôi thấy là có một số con voi đã nằm rồi, ví dụ như con này đó, nằm xả lai rồi. Trời ơi, cái gì? Rồi, con màu đỏ này cũng đi rồi. Trời ơi, không biết khúc sao luôn nè. Hiện tại tôi thấy là team màu xanh có vẻ đông hơn rồi. Đó, lại tiếp tục có những con voi nằm xuống. Hai con voi này đang ủi nhau. Hai con này đang ủi nhau. Wow. Ui, hút nhau kìa. Sao con gây chết đứng luôn vậy? Hai con bên này đấu nhau, con nào thắng đi. Để tôi coi thử hai con bên này nha. Rồi xong, Sim thắng rồi. Oh no. Sam chỉ còn có một con màu đỏ thôi. Trời ơi, còn con chơi lại. Con kia mà hút vô cái nữa là Sam thua nè, hút nè. Đùng. Wow. Trời ơi. Vậy là 3 năm dành 3 cho Sim năm và Sam. Yeah. Oh my god.
không? Mới đầu á là tôi tính là cho là nếu như người nào mà chiến thắng được 5 điểm á thì người đó sẽ thắng luôn. Thì bây giờ bạn cũng thấy là Sim thắng 5 điểm rồi, còn Sam được có 3 điểm thôi. Thế là tôi là người mới chơi, tôi cảm giác vô mà kiểu cảm giác có bị nhanh lẹ quá các bạn ơi. Thôi bây giờ em sẽ cho chị Minh cơ hội đi. Nếu mà chị thắng em lần này thì em sẽ chia phần thưởng của em ra làm 2 chia 2. Ô trời ơi, tình cảm chị em, tình cảm chị em. Chị em tôi mãi kêu. Dạ, vậy mới được chứ. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trận chiến nữa nha. Thì trận chiến lần này thì tôi sẽ cho Sim Sam tự quyền quyết định muốn muốn đặt con nào, muốn chọn nhiêu thì chọn. Ok. Rồi đó. Chị em đại chiến nhận vị thần đi. Đại chiến nhận vị thần luôn hả? Mua những con mắc nhất. Mượn con mắc nhất ha. Vậy thì bây giờ mỗi bên 5 con đắt nhất đi. Được không? 5 con đắt nhất hả? Ok. Thôi lấy mấy con top 1 quá chứ gì nữa. Là mấy con này luôn nguyên. Rồi lên vậy đi. Lấy đắt. 1 nè, 2 nè, rồi 3 nè, 4 nè. À là chọn hết mấy con trong hàng này nè, luôn hả? Đúng rồi. Ê nhìn dữ quá nè. Ui, đội này tôi thấy khá là lực nha bạn nha. Đội này nhìn có vẻ chất nè, ai ai cũng nhìn phép thuật đầy mình nè. Rồi tới lượt Sim đặt cái trang rồi đúng không? Gia đình ta là phép thuật nè, đấy. Bé này ở đây. Đấy. Rồi. Ok. Một trận chiến có thể nói rằng là rất căng thẳng. Liệu rằng Sammy có thể được một nửa phần thưởng hay không đây? Một nửa cũng được. Rồi. Của những vị thần. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Rồi vô. Ôi giật kìa, giật kìa. Và chúng ta đang thấy rằng là đang có những cái sấm chớp xảy ra. Bắt đầu có những cái phép thuật. Những vị thần đang chiến đấu với nhau. Các chiến nhìn đã thật sự. Wow. Lốc xoáy độ kiểu. Rông rồi. Wow. Rông rồi. Trời ơi, có hai đã, có hai con ác quỷ đang chém nhau ở trong kìa. Rồi, ác quỷ màu xanh nằm xuống rồi. Cái màu xanh đi rồi. Chỉ còn một ác quỷ màu đỏ và một phù thủy màu xanh. Chém kìa. Chém đi. Ô! Chém đi. Trời ơi. Ông xách cái kiếm mà đúng chậm luôn. Đây ông kêu. Em giật lên. Trời. Tại sao chém luôn cái là xong rồi. Xong rồi tới người ta giật cho cái rồi ơi. Trời ơi, đáng lẽ là cái con đó của Sam nha, mà chém một cái nữa là con cái con này không nhìn là sắp chết rồi đó. Chém một cái nữa là con này chết luôn á. Vậy mà cầm cái kiếm giật giật chi mệt vậy. Này chịu hồi sấm chớp đánh xuống ầm. Trời ơi, đúng là đánh vật lý không bằng đánh pháp thuật. Ông này cũng vừa mất mạng luôn. Ông phù thủy kia cũng mất cái đầu luôn kìa. Ôi, chưa? Bị chém bay cái đầu luôn hả? Rồi, chém bay đầu nhưng mà ông lại bị giật trước hơn. Đúng là hai người cùng chém nhưng ok, rồi, nói chung là số phận rồi bạn ơi. Số phận rồi, thôi. Vậy được rồi, vậy em có nhường chị 50 ngàn chứ cũng thua à, dữ thật. Ok. Vậy phần quà người chiến thắng là gì ta, tôi cũng không biết. Ok bạn, thì nói chung ngày hôm nay thì các bạn xem video bạn cũng đã biết ai là người giành chiến thắng rồi đúng không? Và người chiến thắng đó chính là chị Mèo Simi. Và phần thưởng của chúng ta ngày hôm nay sẽ là phần thưởng rất là đặc biệt mà mình đã mua được ở bên Thái Lan. Đó. Đó chính là một con cốc. Một con cốc gấu bông. Wow. Còn Sammy thì Sammy thua. Ít nhưng có quà. Ít là còn có quà. Rồi Sammy thua thì Sammy sẽ được một phần quà nó nhỏ hơn, nó cùi hơn xíu thôi. Nhưng mà nói chung là cũng là khuyến khích, bạn hiểu không? Rồi, đó chính là một con la bu bu. Thật ra nói thật với bạn á là mới đầu á là tôi tính á là tôi sẽ mua con Labubu này tôi tặng cho Sam. Đó thì tôi tính tôi nghĩ là Sam chơi game này pro thì Sam sẽ thắng thì tôi sẽ tặng cho Sam. Nhưng ai về đâu Sam thua nên là Có ra là chắc biết rồi để tặng quà. Không, từ từ bình tĩnh. Thắng thì thua cũng vậy. Thật ra là mình đùa thôi bạn, thật ra tôi đặt đến tận 2 con Labubu lận nhưng mà bởi vì là con của Sam á là về trước. Mà mình thì đúng rồi, mình quay video cho nên mình tặng cho Sam trước. Rồi thật ra thì chị em ai thắng thì cũng sẽ được quà thôi, mình chủ yếu mình tạo ra trận đấu này là cho vui thôi bạn hiểu không? Chứ ai thắng thì cũng được quà hết trơn á. Thì Simi cố gắng đợi nha, sắp tới Labubu màu xanh của bạn về mình sẽ tặng cho bạn nha. Sao mà lấy con cóc ghẻ đi cũng được, con này. Mà thấy con cóc ghẻ là đẹp hả? Vô chi mà. Rồi. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Thì nếu như các bạn nào thích video này, đừng quên hãy kéo xuống bên dưới, bình luận ở bên dưới. Và đừng quên là nhấn nút like để ủng hộ cho mình nữa nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video kết thúc tại đây được rồi nhé. Còn bây giờ thì bye bye.